Đây là con F11 thứ hai của anh Kiên nhá. Nãy định làm dài một cái clip để gửi cho anh cái hai máy nhưng mà ấn nhầm vào nút tạm dừng. Ấn nhầm nút dừng. Bay đi em. Con này mình sửa những gì nhỉ? Con này ừ. Nhưng mà không. Không sửa gì à? Bé đẹp phết chứ. Chà, Duy lái lụa phết rồi đây Duy ạ. Bé bạo lực thế ok là ngon rồi. Nào cho anh xem cam nào. Đấy, 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 đấy. Không thấy. Nào, ra xem nào. Chạm màn hình lên nét cho anh cái. Đấy, cái máy đều rồi. Tình hiểu nhé. Không thấy gì à? Có thấy rồi, thấy rồi. Quay quay đầu cho anh tí nào. Không phải thấy thấy cái màn hình này là cái mẹ cái phản chiếu quá. Bắt đầu để cho sáng màn hình nữa đi em, quen hết cỡ rồi. Đây đây đây, thấy rồi, thấy rồi rồi rồi, thấy màn hình rồi, ok rồi. Bay một vòng nữa, vòng rộng quanh sân cho anh xem. Về đây hạ cánh nào. Anh về anh up video mất thời gian lắm một khoản này. Hai con của anh đều ok chưa?